Theo thông tin từ Bộ Giáo dục Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7 tới thay vì tháng 6 như các năm trước. Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ tập trung làm thủ tục dự thi vào ngày 6 tháng 7. Hai ngày thi chính thức sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 7, ngày thi dự phòng ngày 9 tháng 7. Thứ tự thi các môn giữ nguyên như năm trước, môn ngữ văn vào sáng ngày 7 tháng 7, môn toán vào chiều cùng ngày. Thí sinh chọn một trong hai bài thi khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học hoặc khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân thi vào sáng ngày 8 tháng 7. Buổi chiều các em thi ngoại ngữ là môn thi cuối cùng.